mọi người. Đây quay cho mọi người xem là không phải là chó chứ đắt đấy, thì là mới là chó tốt đâu mọi người nhá. Mà quan trọng ấy là cái người bán thì người ta bán bao tiền thôi. Đây ví dụ như cái con chó cái mà em đang điều hướng này là con của con Ti Sơn là xếp có giải IO3. IO3 là cái giải cao nhất ở chó rồi nhá. Đây lạnh rất là nhuyễn đây. Ví dụ những con này em cứ làm cho ăn hết cả. Từ từ xem đi cả. Con này thì qua điều hướng rồi mọi người nhá. Hai con đều qua điều hướng. Thường thường là ở những cái trung tâm huấn luyện ý, thì cái không gian huấn luyện nó sẽ cực kỳ là yên tĩnh, nó không bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố bên ngoài, ví dụ người khác hoặc là những con chó khác ấy. Nên là ở đây thì bọn em phải cho nó vào trong cái quây nhỏ như thế này luôn. Đỡ bị phân tâm. Ví dụ như là cùng đàn này nhá, có anh Hưng Công Nguyễn, cái đàn này anh ấy phối 15 triệu vào miền Nam. Những cái con đực đầu đàn anh ấy bán 15 triệu rồi. Ấy nhưng mà có hai cái cũng điều hướng ngon lành luôn. Con đực như thế nào thì con cái như thế. Anh nhờ em bán hộ rồi, bọn em bán 6 triệu mọi người nhá. Đấy. Bán bằng những con chó đàn khác luôn. Giá như chó con chưa qua điều hướng mọi người nhá. Mà khối của nó là 15 triệu rồi mọi người nhá. Bố lại còn có IPO 3 đấy ạ. Bên em thì là chủ yếu là chuyên về con giống và phối giống chứ không chuyên về huấn luyện. Nên là mọi người thấy là bọn em về cái mảng huấn luyện và làm lệnh bọn em không chuyên nghiệp đâu. Gọi là làm theo lại clip của người ta đưa cho mình thôi. Học theo thôi. Bên em không chuyên mọi người nhá. Nên là mọi người nhiều khi các anh cứ hỏi bảo là bên em có huấn luyện không thì bên em giống là chính chủ yếu thôi. Này. Về con giống, phối giống các thứ thôi chứ còn nói chung là chuyên về con giống và sinh sản. Còn về những cái mảng như con này thì là đã điều hướng cơ bản rồi nhưng mà do bọn em cũng không biết ấy. Mọi người cứ nhìn là làm lạnh nhuyễn cực kỳ luôn. Đấy đấy, ví dụ học gặp Hồng Long Biên thì chỉ có 6 thôi nhưng mà gặp anh Hưng Công Nguyễn là phải 15. Ví dụ thế. Ở đây nó đang hơi ồn nữa nên ra nó hay bị phân tâm. Nó không tập trung. Cứ một chó một chủ ra cái sân vắng ấy, nó làm hơi bị hay luôn. Nếu mà ai thích xem mà clip của chính chủ người ta làm ấy thì là kết bạn Zalo xong là bọn em sẽ gửi những clip để cho các anh xem. Lệnh rất là nhuyễn luôn chứ không nó không nhì nhằng như bọn em đang làm ở đây đâu. Bọn em đây là để mà học cái pháo luyện này, nguyên huấn luyện gọi là điều hướng như thế này ra trung tâm ấy thì 4 triệu một tháng mọi người nhá. Đấy là những chỗ người ta lấy rẻ, thậm chí là 6 triệu luôn. Bởi vì là chó con ấy, nó chỉ được học điều hướng như này thôi chứ nó chưa làm lệnh được. Nếu mà mọi người muốn mà nó làm lệnh được cái thứ mà để đi học ấy thì là ít nhất là tầm khoảng 1 năm đổ ra thì mọi người hãng gửi nó đi. Bởi vì là nó đang, con chó nó đang mấy, con chó nó đang tuổi ăn tuổi lớn ấy, chưa nên gửi đi vội mọi người nhá. Đấy, còn ví dụ bé như là mọi người muốn cho nó đi đường hướng để nó ngoan hơn, cả nó nghe lời hơn ấy, thì là nguyên một khóa như thế cũng phải là 4 triệu rồi. Đấy mọi người thấy không? Làm lại rất hay luôn rồi. Đây là chó thì qua huấn luyện rồi nhưng mà người thì là chưa qua huấn luyện. Nên là vẫn còn vụng về. Nếu mà ai thích xem nhìn nhuyễn của nó thì phải kết bạn Zalo bọn em. Nhìn nó sẽ không kiểu không nhuyễn, với cả ở đây nó bị phân tâm ấy. Ồn quá. Chó con ở trong chuồng còn còn nó đã học được những gì thì mọi người cứ kết bạn Zalo thì bên em sẽ gửi video cho mọi người luôn. Nằm ngồi xoay các kiểu rồi đi cạnh như trong video còn đi cạnh hết cơ, luồn háng luồn háng các thứ. Mà bạn này em vừa đón về nên là thứ nhất là bên em cũng chưa kết nối hẳn với các bạn ấy nên là chỉ có đói và em làm theo cám thôi. Vừa ô tô xuống đấy. Đây mọi người nhanh không. Và nó cũng là cái con có tố chất được vì là bố nó là nhập xét có giải IPO3 mọi người nhá. Nên là về tố chất các thứ thì là cũng không phải lo mọi người. Từ bố đến mẹ đều được là ok hết. Đấy. Coi như nếu mà bọn em bán con này 6 triệu cho mọi người là coi như mọi người mua con này có khoảng 2 triệu thôi đấy. Bởi vì là đi học huấn luyện một khóa ở những chỗ cơ bản như này thôi là để mà đứng ngồi làm như này được. Tất cả luồn háng các thứ được là cũng phải mất 4 triệu rồi mà chưa chắc là
không phải là cứ gửi đi là nó đã học được đâu mọi người nhá. Đấy, phải nói thực sự mọi người hiểu như thế. Nói chung là không phải con nào nó cũng học được đâu ạ. Nó phải bố Yboba rồi, không phải lo nhá. Đấy, gen giống được đảm bảo luôn rồi. Vẫn đòi ăn kìa. Nên là nhiều khi là so nhiều giá giết các thứ thì để mà nói như bên em mình nó cũng ở cái khoảng chung chung thôi, nó cũng không phải là đắt quá mà nó cũng không phải rẻ quá. Cũng một cái đàn như thế này mà anh chủ đấy, anh Hưng Công Viên anh bán 15 còn bọn em bán 6 đấy. Mỗi tội là con 15 triệu là con đực đấy. Cái nói thật với mọi người luôn là thời điểm này nó cũng hơi chậm hơn so với đực đấy. Đi để mọi người các bạn Zalo với bọn em để bọn em gửi cái clip mà chính chủ người ta làm mới nhuyễn được mọi người nhá. Xin chào mọi người.